Người đàn ông này đi vào phòng con gái mình, cô bé đã ngâm mình rất lâu rồi, nước cũng đã lạnh ngắt. Người đàn ông đi vào xem thử cô bé, đột nhiên từ trong miệng xuất hiện một cái tay đâm thẳng vào cổ người đàn ông. Người đàn ông cả mặt sợ hãi, sau đó dần mất đi ý thức đến lúc mất sức ngã xuống. Cô bé là một hành khách trên máy bay, chiếc máy bay có 260 người, xảy ra chuyện chỉ còn 4 người sống sót, toàn bộ chết hết. Những người may mắn sống sót quay về nhà của mình, chàng trai đeo kính là một trong số đó, có thể thấy cơ thể anh ta bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai mắt đỏ au, máu nhỏ ra từ trong răng, động nhẹ là đau. Anh ta đi xuống nhà mở tủ lạnh, nhìn thấy miếng thịt sống đầy máu trong tủ, lộ ra ánh mắt thèm muốn. Tất cả những chuyện này đều được người vợ nhìn thấy, anh ta vội vàng lau miệng quay người đi. Cơ trưởng cũng là một người may mắn sống sót, đang ở bệnh viện chữa trị, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Bây giờ cả người đều xuất hiện những con sâu lạ kia, cơ trưởng cả người đau đớn. A Hoa và tiểu soái không biết mình phải đối mặt với điều gì, chỉ vì muốn điều tra rõ nguyên nhân bọn họ quyết định chia ra hành động. Tiểu soái muốn tới nhà của người đàn ông đã đánh anh ta ở sân bay, bởi vì anh ta từng nói con gái mình đã quay về rồi. A Hoa đi tìm ông lão đầy râu hôm trước ở sân bay, bởi vì ông ta nhất định biết được nguyên nhân của những chuyện này. Tiểu soái tới nhà người đàn ông, kỳ lạ là cửa lại không khóa, tiểu soái trực tiếp đi vào bên trong, vô cùng yên tĩnh. Có thứ gì đó trốn trong góc, nhìn anh ta, tiểu soái tới phòng tắm, nước đã biến thành màu đỏ, bên trong còn có rất nhiều tóc. Lúc tiểu soái định đi kiểm tra chỗ khác thì nhận được điện thoại bên bệnh viện xảy ra chuyện. Tiểu soái nhanh chóng chạy tới bệnh viện, anh ta vừa đi từ trong góc đi ra một quái nhân mặt mũi kinh dị, đầu tóc lộn xộn. Cái người đàn ông cả miệng toàn máu này bị một tên cướp bắn liên tục ngã xuống sofa, tên trộm đi tới xem thử người này không còn thở nữa. Nhìn thử thì thấy vết thương bị đạn bắn chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, không để tên trộm kịp phản ứng, một cái tay từ miệng người đàn ông thò ra siết chặt cổ của tên trộm, một lúc sau tên trộm ngã xuống đất. Người đàn ông này cũng là người còn sống sót trên máy bay, bây giờ anh ta đã hoàn toàn bị biến dị rồi. A Hoa vì để tìm được nguyên nhân tìm tới ông lão này, lúc này ông chú lạnh nhạt nói, tôi đoán thi thể trong phòng pháp y biến mất rồi đúng không? A Hoa cầu xin ông giúp đỡ nhưng bây giờ đã muộn rồi, thi thể giờ đã hồi sinh, có lẽ đã quay về nhà của mình rồi. Muốn giải quyết được vấn đề phải tìm được tất cả hành khách trên chuyến bay, còn phải tìm được những người tiếp xúc với họ. A Hoa lại một lần nữa hoang mang, chuyện này đã vượt quá nhận thức của cô rồi. Ông chú không để A Hoa kịp phản ứng quay người rời đi. Ông biết sẽ không có ai tin lời ông ấy nói, thế nên vẫn phải tự dựa vào mình thôi. Ông ấy cho người tìm được danh sách hành khách. A Hoa và tiểu soái về tới bệnh viện thì phát hiện cơ trưởng nãy còn nằm đây giờ đã biến mất rồi. Mọi người chia nhau ra tìm khắp nơi, anh béo tìm thấy tung tích lập tức gọi cho mọi người. Mà lúc này cơ trưởng đã biến dị hoàn toàn, hút hết máu trong túi máu của bệnh viện, quay đầu nhìn thấy anh béo lập tức lôi anh ta đập lên tường, sau đó A Hoa tới cũng bị anh ta tiện tay quăng đi. Trong lúc anh ta định hạ thủ thì tiểu soái đi tới, quái vật lập tức chuyển mục tiêu, từ trong miệng xuất hiện cái cánh tay dài tấn công tiểu soái. A Hoa nhắm được cơ hội từ đằng sau tấn công nhưng không có tác dụng, vì còn làm quái vật tức giận hơn. Đúng lúc này tiểu soái cầm bình cứu hỏa đập vào quái vật mới coi như giải quyết được. Có được thi thể tại hiện trường thì vấn đề cũng dễ tìm hơn, mấy người nhanh chóng giải phẫu thi thể. Mở ra mới thấy bên trong cơ thể có một cơ quan mới, rõ ràng người này đã từ con người biến thành một loài khác. Anh béo quay lại để bọn họ gửi cho lãnh đạo, mấy người nhanh chóng hối hận vì không nghe lời ông lão kia, bây giờ bọn họ chỉ có thể thiêu cháy thi thể. Anh béo thấy mọi chuyện càng ngày càng lớn liền thừa nhận là mình để chiếc xe chở cái quan tài kia đi ra ngoài. Nhưng lúc đó trong quan tài chỉ có đất, ai biết nó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy chứ. Hơn nữa anh ta chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bạn gái mà thôi, tiểu soái tức giận cho anh ta một đấm. Hai người cứ thế tuyệt giao, đương nhiên A Hoa đứng về phía tiểu soái, vì không để mọi chuyện trở nên xấu hơn bọn họ phải tìm những người còn sống sót kia. Nhưng không may những người đó đã bắt đầu biến dị rồi, chàng trai đeo kính vì không muốn mình làm hại tới người nhà mà đem mình xích lại. Còn tên tóc dài này lại ở trong phòng thưởng thức mỹ vị bị người khác phát hiện, lúc này A Hoa và tiểu soái đi tới nhà của người đàn ông đánh anh ta ở sân bay, chỉ thấy cô bé đứng trong phòng. Tiểu soái đi tới gọi tên cô bé quay lại cả mồm toàn máu lại thả ra cánh tay trong miệng tấn công hai người. Lúc này ông chú đầy râu đi tới một dao chặt đứt đầu quái vật, hai người còn chưa kịp hoàn hồn đằng sau lại xuất hiện một quái vật, ông chú lại một đao nữa rất dứt khoát, nhìn là không phải lần đầu làm rồi. A Hoa không chịu được cảnh này ra ngoài để cho thoải mái, tiểu soái đi ra an ủi, A Hoa không chịu được cách xử lý của ông chú, cô vẫn nghĩ đây là một loại bệnh có thể chữa trị. Tiểu soái biết là bây giờ bọn họ không còn là con người nữa, dù ông chú xử lý tàn bạo nhưng nó có hiệu quả. A Hoa không chịu được chỉ biết tách ra khỏi bọn họ, đến hôm sau nhà ông chú có thêm một người, tiểu soái hỏi ông sao biết nhiều như vậy. Ông chú nói mình từng chính mắt nhìn thấy đó là một sinh vật cổ đại chuyên hút máu, nó dựa vào những con sâu nhỏ kia để phát tán bệnh dịch. Con sâu đó sẽ làm một người bình thường biến thành một sinh vật hút máu, ông chú nói mình từng chiến đấu với đám quái vật đó vô cùng hung ác, đến bây giờ ông vẫn còn sợ hãi.
Bây giờ phải ngăn sự lây nhiễm này phát sinh lớn hơn, giờ phải đi tìm những gia đình kia. Ông ấy đưa cho tiểu soái một cái súng thiết kế bên trong là đinh bạc, nó có thể gây hại cho đám quái vật kia, thậm chí còn có thể giết chết chúng. Cái đao của ông chú cũng được làm từ bạc. Bọn họ tới nhà của chàng trai đeo kính kia, phát hiện cô vợ tự sát rồi. Trong vườn có tiếng động, đi theo tìm tới một căn phòng nhỏ. Hai người mở cửa, anh ta lao tới nhưng bị xích chặn lại. Ông chú lại một đao giải quyết. Đi kiểm tra đằng sau còn có một người đang run rẩy, dù anh ta chưa hoàn toàn biến dị nhưng ông ta cũng không nương tay. Ông chú đốt luôn căn phòng đó. Tiểu soái quay lại muốn đưa lãnh đạo xem, nhưng khi anh ta cầm video tới giải thích thì lãnh đạo lại cho rằng chính anh ta là người giết chết người còn sống sót trên chuyến bay ở bệnh viện. Ông ta đi ra ngoài gọi điện thoại, anh béo nói cho anh ta chuyện này. Tiểu soái nghe được liền rời đi nhưng phát hiện mình không mở được cửa. Anh béo giúp anh ta trốn ra ngoài, mà lúc này truyền nhiễm càng ngày càng nhiều. Một công nhân đang kiểm tra dưới cống thì phát hiện có nhiều âm thanh kỳ lạ, còn có mùi rất kinh khủng. Anh ta bịt mũi lại đi lên xem thử. Đèn pin chiếu tới, đám người mồm đầy máu này là đám chủng tộc cổ đại nghe theo sự khống chế của thủ lĩnh đến thế giới này lập lại đế quốc của bọn họ. Tiêu diệt con người bọn họ sẽ thành công chứ?